xe bay Pro 6.0 mà mình đã có một thời gian trải nghiệm. Và bây giờ mình xin đánh giá khách quan về chiếc xe này theo cảm nhận của cá nhân mình. Ở đây mình không muốn nói về cấu hình của xe hoặc là thông số kỹ thuật, vì mình không phải là một nhà chuyên môn hoặc là một owner chuyên nghiệp. Mình chỉ là một người yêu thể thao và đam mê môn xe đạp mà thôi. Nhận xét về xe, mình thấy tổng thể xe khuôn dáng rất là đẹp. Xe ra tiếp khách phối màu nhìn vào rất là bắt mắt. Đi trên đường, xe đi đạp rất là nhẹ, đi rất là lướt. Bộ chế phẩm của xe gồm các mùi, đĩa, lip và bộ đờ, thao tác rất là mượt mà và êm. Trong hội yêu xe đạp của mình gồm có 9 thành viên. Tất cả, mỗi người mỗi xe, mọi thương hiệu khác nhau, nhưng tất cả họ đều đánh giá rất cao về chiếc xe đạp Sega Pro 6.0 này. Đến đây các bạn tự hỏi rằng chiếc xe này mình rút về từ đâu? Mình xin giới thiệu luôn. Chiếc xe đạp Sega Pro 6.0 này mình đưa em nó về từ shop xe đạp thể thao Giúp Các Con. Shop này ở ngoài Hà Nội. Nói về shop này, mình có nhận xét shop là một shop xe đạp lớn trên thị trường xe đạp Việt Nam. Shop kinh doanh đa loại xe, nhiều thương hiệu khác nhau, nhưng đặc biệt thương hiệu Sega là một thế mạnh của shop. Shop kinh doanh rất là chuyên nghiệp. Ở đây mình muốn nói rằng shop tư vấn cho khách hàng rất là tận tình và chu đáo. Theo nhận xét của mình về giá cả xe rất là ưu ái đối với khách hàng. Từ ngày mình nhận xe và từ ngày mình đặt xe đến lúc mà mình nhận xe, thời gian rất là nhanh. Ở đây shop ship hàng toàn quốc. Đặc biệt tính chuyên nghiệp của shop là khi ship hàng cho khách hàng, shop không tính phí. Điều này làm cho khách hàng cảm thấy rằng mình được ưu ái và gần gũi. Mình muốn nói với các bạn hãy một lần đến với shop xe đạp thể thao Viết.com trên diễn đàn mạng tìm hiểu thông tin, biết đâu được các bạn tìm được cho mình một chiếc xe đạp mới. Đến đây mình có đôi lời gửi đến shop. Mình xin chúc shop kinh doanh càng ngày càng phát triển và luôn luôn làm cho khách hàng đến với shop. Cuối cùng mình có một lời muốn nói shop xe đạp thể thao Viết.com. Tôi rất hài lòng những gì mình bỏ ra và được nhận lại từ shop xe đạp thể thao Viết.com. Cảm ơn các bạn. Vâng, xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Vừa rồi là những chia sẻ của anh Khoa đánh giá chiếc xe đạp của mình cũng như đánh giá chất lượng phục vụ của shop. Vâng, anh Khoa ở Bình Định đã tìm hiểu về xe đạp thể thao và xe đạp Sava Pro 6 rất kỹ càng và chi tiết, nên khi quyết định mua xe của shop, anh rất hiểu về xe và nắm bắt cực kỳ kỹ về các chi tiết của xe. Và khi nhận được xe, anh cũng có chia sẻ, mọi người trong đội xe của anh đều khen xe rất đẹp và nổi bật. Tuy nhiên, anh cũng dành thời gian để đi xe kiểm tra chất lượng xe thực sự có hài lòng hay không. Hài lòng mới đưa ra đánh giá. Có thể cảm nhận anh Khoa là người làm kỹ thuật nên các tiêu chuẩn đánh giá đều rất chi tiết, cẩn trọng đưa ra đánh giá của anh Khoa. Vâng, tất cả những sản phẩm, tất cả những xe đạp thể thao cao cấp shop làm video đưa lên để bán cho bạn đều làm video rất là chi tiết, nên không những anh Khoa mà rất nhiều khách hàng đến với shop xe đạp thể thao VIP.com đều rất hài lòng và quyết định mua rất là nhanh bạn nhé. Đấy, bạn đang quan tâm chiếc xe đạp này, đang muốn mua chiếc xe đạp này, hãy liên hệ ngay với bên shop qua số điện thoại 0983315936 để được nhận được giá ưu đãi cũng như nhiều phần quà dành cho chiếc xe đạp này bạn nhé. Và shop luôn đưa những sản phẩm mới nhất tại thị trường Việt Nam lên để bán, cho nên bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông, chắc chắn bạn là người đầu tiên nhận được video và sẽ săn tìm được chiếc xe đạp như ý. Và chiếc xe đạp 6.0 này đang rất sôi động bởi vì chất lượng rất là cao và giá thành cũng rất là tốt. Và shop cũng gửi tiếp một trích đoạn video gửi hàng cho anh Khoa.
ở Bình Định cũng nói về chi tiết của chiếc xe đạp này. Mời bạn cùng xem. À, xe siêu đẹp, anh đặt chiếc màu đen vàng. Đấy, chị đã đặt một chiếc màu đen vàng cho anh. Màu này thể hiện sự giàu sang, đẳng cấp. Đó, xe rất là đẹp. Và thứ nhất là màu đen vàng đã đúng. Và model R 6.0 đã được in tem nước chắc chắn vào trong này. Vâng, em sẽ cũng kiểm tra size. Vâng, chị đặt chiếc size 50. Vâng, size 50 ạ. Vâng, đúng luôn. Đó. Group Shimano 105 R7000, bộ truyền động đẳng cấp của hãng Shimano. Đây là group cao nhất của 105 anh nhá. Xe rất là chất. Xe này là full carbon, full Shimano R7000, full Shimano 105 R7000. Và bối bộ khung sườn này bảo hành chính hãng 5 năm anh Hòa, anh Khoa nhé. Bảo hành chính hãng 5 năm bộ khung sườn. Còn bộ truyền động Shimano R7000 này bảo hành 1 năm, tức là 12 tháng ạ. Và đấy, rất là nhiều anh chị đến với shop xe đạp thể thao vip.com chúng em để mua sắm. Và bạn còn câu hỏi nào hay có thắc mắc nào, muốn mua chiếc xe đạp nào, đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0983315936, sẽ được tư vấn chuyên sâu về kỹ thuật, từ kiểu xe, kích cỡ, màu sắc. Đó, chắc chắn bạn sẽ hài lòng và chắc chắn bạn sẽ mua được một chiếc xe đạp tốt nhất. Vâng, tất cả phụ kiện này, tất cả những chiếc xe này shop sẽ miễn phí vận chuyển tận nhà. Vâng, anh Khoa xin nhắc lại số điện thoại shop xe đạp thể thao vip.com 0983315936. Shop sẽ online 24/24 để tiếp nhận cuộc gọi cũng như là tin nhắn của bạn. Rồi, một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.